Quay được luôn. Quay được. Bự vậy á chị. À, cái đứng lên muốn mà lùn quá nó vậy á. Vũ không có thích chín quá nha. Ờ, có chín nè, vậy ăn liền đi. Ok rồi. Mẹ lên. Ủa. Hai con. Tới rồi, ai cũng tới rồi. Ăn phở luôn không? Okay. Hai con Dũng. Thằng nhỏ đâu? Nó hả? Nó xuống con đâu có ăn được đâu. Cho nó ăn rồi con mới ăn xong rồi con mới đem nó xuống. Thằng đó má năm thương dễ thương. Con lại con chào bà Tám với bà Năm cái con. High five. Nhớ nhớ bà nói không con? Con ngồi con ngồi lấy hai tay bà Năm cái hai tay hai tay nhớ giỏi không con nói con nói con giỏi đó đừng vô bé tại vì con biết con làm gì còn đứng đông quá cái chồng cái con biết làm gì.